Nguyên nhân gì dẫn đến bệnh cao huyết áp? Hoàng Sơn xin chào bà con. Có rất là nhiều bà con mình thắc mắc là nguyên nhân để dẫn đến bệnh cao huyết áp. Và đây là một số trường hợp mà chúng ta thường thấy, đó là tuổi già. Thì thường tuổi già thì cơ thể chúng ta bị lão hóa, mạch máu cũng sẽ mất đi cái sự đàn hồi, dẫn đến trường hợp bị cao huyết áp. Trường hợp thứ hai và rất là nhiều người quan điểm sai lầm, đó là chỉ có người lớn tuổi mới bị cao huyết áp. Trong khi đó, những người trẻ tuổi và hiện tại huyết áp đang trẻ quá, có thể là do cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày và hiện tại đó là do di truyền. Có những trẻ nhỏ vẫn bị bệnh cao huyết áp. Chính vì vậy, nếu mà như gia đình chúng ta có người bị bệnh cao huyết áp rồi thì chúng ta nên kiểm tra sức khỏe gia đình thường xuyên và có thể đo huyết áp tại nhà để mình có thể theo dõi, để đừng để cái bệnh nó tăng nặng âm thầm mà mình không hay. Và cái trường hợp thứ ba nữa, đó là do bệnh khác, thường thì là do tiểu đường hoặc béo phì, nó sẽ làm gia tăng bệnh cao huyết áp. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái bệnh nền khác nó làm bệnh mình nó tăng cao huyết áp. Nên chính vì vậy, khi mà cao huyết áp hoặc là cao huyết áp bất chợt chúng ta không thể kiểm soát được thì nên đi khám bác sĩ ha, có thể khám tổng quát để xem ngoài bệnh cao huyết áp mình có bị một cái bệnh nào đó nó làm cho huyết áp mình cao hay không. Hoàng Sơn chia sẻ bà con mình vài câu trả lời. Bà con mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây về cách đọc giá trị huyết áp và mình theo dõi huyết áp như thế nào, và lựa chọn thiết bị y tế và sử dụng khắc phục lỗi thiết bị y tế tại nhà như thế nào. Bên cạnh đó, chúng ta đừng hiểu lầm về cao huyết áp mà có thể chúng ta không khỏe vì bị hạ huyết áp.